Xin kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ hiện là khu vực nóng nhất cả nước bởi nơi đây đang trong cao điểm của mùa khô. Mức nhiệt 35-36 độ xuất hiện ở hầu khắp các điểm đến ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày thứ 6 này. Lùi xuống miền Tây Nam Bộ thì nắng dịu hơn, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Quý vị vẫn cảm thấy nóng. Ở Bạc Liêu, trong chiều tối ngày thứ 6 này, khả năng sẽ có mưa trái mùa, nhưng mà với lượng nhỏ và rất nhanh. Sang tới 2 ngày cuối tuần thì mưa không còn nữa, nắng cả ngày, nhiệt độ không vượt quá 33 độ. Nếu du khách có dịp tới Bạc Liêu thì đừng quên ghé thăm nhà công tử Bạc Liêu, một địa điểm nổi tiếng gắn liền với những giai thoại về chàng công tử vang danh một thời. Với vẻ đẹp cổ điển cùng với sự bề thế, uy nghi và sang trọng, nơi đây luôn là điểm đến tham quan, giải trí của du khách thập phương. Dịp này ở miền Bắc thời tiết đang khá ổn định, trời vẫn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều thì lại nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các nơi khác ở trong khu vực miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 24-27 độ. Với những du khách muốn ra đảo Hòn Dấu, Hải Phòng vào dịp cuối tuần này thì không cần phải lo lắng về thời tiết. Dự báo ở đây không mưa, trời nắng đẹp trong cả 3 ngày cuối tuần. Nhiệt độ dễ chịu trong khoảng từ 25-27 độ. Sóng cao chưa đến 2 mét, gió không quá cấp 5, khá an toàn cho tàu thuyền ra vào đảo. Đảo Hòn Dấu là điểm du lịch có rừng nguyên sinh, ngọn hải đăng có bề dày lịch sử hơn 100 năm tuổi, cùng với những gành đá tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ để lại cho du khách một chuyến đi đầy thú vị. Trong khi đó, ở cố đô Huế thì mưa sẽ còn xảy ra bất chợt trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Mưa sẽ chỉ tạm giảm vào ban ngày chủ nhật rồi đến chiều tối lại quay trở lại. Mặc dù mưa nhưng mà nhiệt độ không quá thấp, giữa trưa vẫn dao động trong khoảng từ 24-25 độ. Về đêm trời chuyển lạnh chỉ còn 19 độ. Cuối bản tin là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.